Từ thuở ban sơ mới hình thành, trái đất đã phải hứng chịu không ít những vụ va chạm thiên thạch dẫn đến sự thay đổi khí hậu hoặc phá hủy toàn bộ hệ sinh quyền của trái đất lúc bấy giờ, khiến loài khủng long mất môi trường sống và dẫn đến tuyệt chủng. Trên trái đất hiện có gần 180 hố thiên thạch được phát hiện, trong số đó có những hố lớn đến mức khó tin. Và sau đây sẽ là 10 hố thiên thạch lớn nhất từng được phát hiện. Đầu tiên là hồ Clearwater, là một cặp hố thiên thạch nằm ở Quebec, Canada, gần bờ biển của vịnh Hudson. Các miệng hố phía đông và phía tây có đường kính lần lượt là 26 và 36 km. Cả hai miệng hố trước đây được cho là có niên đại gần 290 triệu năm, thúc đẩy ý tưởng lâu đời rằng chúng được hình thành đồng thời. Theo lý thuyết, hố va chạm kép này do Michael Oden và các đồng nghiệp đề xuất ban đầu vào năm 1965. Các tác nhân va chạm có thể đã bị ràng buộc hấp dẫn như một tiểu hành tinh nhị phân. Cả hai đều là những miệng hố phức tạp với các đỉnh trung tâm khác biệt. Các đỉnh này là do các miệng hố bị sụp đổ và sự phục hồi sau đó của sàn miệng hố bị nén. Nước hồ và trầm tích bao phủ đỉnh trung tâm của Clearwater, nhưng các cuộc khảo sát độ sâu của đáy hồ và khoan lõi xác nhận sự hiện diện của đỉnh ở trung tâm của nó. Tiếp theo là hố Chicxulub, là một miệng hố va chạm do thiên thạch bị chôn vùi bên dưới bán đảo Yucatan ở Mexico. Hố va chạm này có đường kính lên tới hơn 180 km, nên nó trở thành một trong những cấu trúc chịu va chạm lớn nhất trên trái đất đã được xác nhận. Hố được hình thành do va chạm của sao băng có đường kính ít nhất là 10 km. Hố va chạm này được nhà vật lý Glenn Penfield phát hiện trong khi tìm kiếm dầu khí cuối những năm 1970 ở Yucatan. Dựa trên việc định tuổi của đá, người ta xác định rằng cấu trúc này được hình thành từ cuối kỷ phấn trắng khoảng 65 triệu năm trước. Tác động kết hợp với các vụ phun trào núi lửa liên quan trong việc gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long. Mặc dù một số nhà phê bình lập luận rằng sự va chạm không phải là lý do duy nhất và những người khác tranh luận xem liệu có một tác động hay va chạm nào khác ngoài Chicxulub có thể đã tấn công trái đất vào cùng một khoảng thời gian hay không. Bằng chứng gần đây cho thấy vụ va chạm này có thể là một phần của một tiểu hành tinh lớn hơn nhiều đã bị vỡ ra trong một vụ va chạm trong không gian xa cách đây hơn 160 triệu năm. Hố thiên thạch Barringer hay hố thiên thạch Meteor ở phía bắc bang Arizona của Hoa Kỳ, sâu khoảng 170m và có đường kính khoảng 1,6 km vuông. Hố thiên thạch này đã được tạo ra cách đây khoảng 50.000 năm trong kỳ Pleistocene, khi một thiên thạch có đường kính khoảng 50m đâm xuống với tốc độ 12,8 km mỗi giây. Các nhà khoa học tin rằng khoảng một nửa số lượng lớn của thiên thạch va chạm đã bị bốc hơi trong quá trình lao xuống. Năng lượng va chạm được ước tính khoảng 10 megatons, tương đương 10 triệu tấn thuốc nổ TNT. Kể từ khi hố thiên thạch hình thành, các rìa miệng hố đã mất 15 đến 20 mét chiều cao tại mép miệng hố do sói mòn tự nhiên. Tương tự, lưu vực của miệng hố được cho là có thêm khoảng 30 mét trầm tích bổ sung sau tác động từ trầm tích hồ và đất phù sa. Những quá trình sói mòn này là lý do tại sao có rất ít hố còn lại nhìn thấy được trên trái đất, vì nhiều quá trình đã bị xóa bỏ bởi các quá trình địa chất này. Tuổi tương đối trẻ của hố thiên thạch Barringer kết hợp với khí hậu Arizona đã cho phép miệng hố này hầu như không thay đổi kể từ khi hình thành. Hố thiên thạch Elrunga ở Chad, châu Phi có độ rộng vào khoảng 12,6 km vuông, có niên đại khoảng 345 triệu năm tuổi, dựa trên tuổi của đá trầm tích bị biến dạng do va chạm. Theo giả thiết của các nhà khoa học, đường kính của thiên thạch này có thể lên tới 2 km, vòng ngoài và vòng trong tương ứng 11 km và 7 km, cao khoảng 100 m so với mức trung bình của đồng bằng xung quanh. Cả hai vòng nói trên được ngăn cách bởi một chỗ lõm tương đối phẳng, có chiều rộng đồng đều. Một ngọn đồi trung tâm có thể là một cấu trúc nâng cao, dài 1,5 km gần như nằm ở trung tâm trong vùng trũng. Tiếp đến là hồ Bosumtwi. Nó là hồ tự nhiên được hình thành từ va chạm của thiên thạch với bề rộng khoảng 8 km và được ước tính là 1,07 triệu năm tuổi. Hồ nằm về phía đông nam của thành phố Kumasi, thành phố lớn thứ hai của Ghana. Hồ Bosumtwi đã bị sói mòn một phần và nằm trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp, gây khó khăn cho việc nghiên cứu và xác nhận nguồn gốc của nó do va chạm thiên thạch. Các đặc điểm xung kích như hình nón vỡ phần lớn bị cây cối mọc tùm hoặc bị bao phủ bởi hồ nước. Tuy nhiên, việc khoan nâng trung tâm của miệng núi lửa bên dưới đáy hồ gần đây đã cung cấp rất nhiều tài liệu gây sốc cho nghiên cứu khoa học.
Miệng hố Gorsislap nằm ở phía tây Alice Springs, Úc, là dấu vết va chạm của một thiên thạch có đường kính 5 km, đã lao xuống trái đất cách đây 142 triệu năm trong kỷ phấn trắng sớm nhất, rất gần với ranh giới kỷ Jura. Vành miệng hố ban đầu được ước tính có đường kính khoảng 22 km và cao 180 m, nhưng nó đã bị xói mòn đi. Tiếp theo là hồ Mistassin ở Canada, có diện tích khoảng 16 km vuông, là dấu tích của một vụ va chạm thiên thạch. Đường kính ước tính của miệng hố ban đầu là 28 km. Hồ Mistassin được tạo ra cách đây 36 triệu năm do một vụ va chạm mạnh với tiểu hành tinh. Sự hiện diện của ria con như khối xung quanh vành miệng hố cho thấy tác động đã tạo ra nhiệt độ vượt quá 2.370 độ C, khoảng 43% so với nhiệt độ bề mặt của mặt trời và nhiệt độ lớp vỏ cao nhất được biết đến trên trái đất. Nó tạo ra những thay đổi toàn cầu kéo dài hàng thập kỷ sau tác động. Hòn đảo trung tâm hình vòng cung của hồ được hiểu là điểm nâng trung tâm của cấu trúc miệng hố phức tạp. Có rất nhiều đặc điểm biến chất xung kích được thể hiện trong các đá của đảo. Các đặc điểm biến dạng phẳng, thủy tinh lưỡng tính, đá tan chảy và hình nón vỡ đã được xác định. Và tiếp đến là hồ Karakul. Nó là một hồ có đường kính khoảng 25 km ở Tajikistan, hình thành do một vụ va chạm thiên thạch. Hồ Karakul là hồ nước lợ, sâu và khép kín, nằm ở độ cao 3.900 m so với mực nước biển. Một bán đảo nhô từ bờ phía nam của hồ và một hòn đảo nhỏ ở phía bắc của hồ đã chia Karakul thành hai lưu vực, một lưu vực nhỏ hơn tương đối nông phía đông từ 13 đến 19 m và một phía tây sâu hơn từ 221 đến 230 m. Hòn đảo trong hồ có chiều dài 8 km, rộng 4 km và nằm cách bờ khoảng 1 km. Màu sắc của nước trong hồ có sự thay đổi từ màu xanh lục đến xanh da trời và đặc biệt, hồ có màu xanh nhạt trong suốt mùa hè. Do phong cảnh mang vẻ đẹp hư ảo và sự phản chiếu cảnh vật xuống hồ như một bức tranh tuyệt đẹp nên là một địa danh rất thu hút được khách du lịch khi tới Tajikistan. Sự hình thành hồ được cho là do một thiên thạch có đường kính vành 5,2 km rơi vào trái đất khoảng 25 triệu năm trước, làm cho nước từ những ngọn núi xung quanh tràn vào lưu vực tạo ra hồ Karakul. Gần cuối là hố thiên thạch Manico Agon, nằm ở vùng khắc nghiệt của vành đai Canada, phía bắc của thành phố Baie-Comeau. Hồ bao xung quanh vùng tâm nổi lên của hố thiên thạch có đường kính rộng khoảng 65 km, được hình thành cách đây gần 212 triệu năm khi một thiên thạch lớn va vào trái đất. Miệng núi lửa này đã bị mài mòn bởi nhiều tiến trình và sự rút lui của các sông băng và các quá trình xói mòn khác. Cuối cùng, hố va chạm Bradford, nó là hố va chạm lớn nhất đã được xác nhận trên trái đất, với đường kính ban đầu ước tính lên tới khoảng 300 km. Nó nằm tại tỉnh Free State, Nam Phi và được đặt theo tên thị trấn Bradford, nằm gần trung tâm của hố. Mặc dù hố va chạm đã bị xói mòn từ lâu, nhưng các cấu trúc địa chất còn lại tại trung tâm của nó, được gọi là vòm Bradford hay cấu trúc va chạm Bradford vẫn còn khá rõ. Năm 2005, vòm Bradford đã được thêm vào danh sách di sản thế giới của UNESCO bởi địa chất của nó. Tiểu hành tinh va chạm với trái đất tại Bradford ước tính là một trong những tiểu hành tinh lớn nhất từ trước tới nay, ít nhất là kể từ liên đại hỏa thành khoảng 4 tỷ năm trước, được cho là có đường kính khoảng 5 đến 10 km, thậm chí có thể còn lớn hơn. Tuổi của hố được ước tính là hơn 2 tỷ năm, thuộc đại cổ nguyên sinh. Đây là hố va chạm lâu đời thứ hai được biết đến trên trái đất, trẻ hơn gần 300 triệu năm so với hố va chạm Suvravi ở Nga